Rồi, xin chào quý thầy cô cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau làm cái bài số 3, cái đề thi của thành phố Phan Thiết năm 2021. Thì cái đề bài này người ta dùng là viết chương trình là bò tìm thức ăn. Thì gồm có cái nhân vật là con bò này, con bò, và thứ hai là 6 con ếch, và tiếp theo là quả táo. Thì khi bắt đầu trò chơi thì con bò này có sức mạnh là 10. Thì bò xuất hiện ở góc bên dưới của sân khấu có kích thước là 50%. Quả táo thì góc ở phía bên phải phía bên này ha, kích thước là 40. Và 6 con ếch có kích thước là 100, được bố trí làm chướng ngại vật như trong hình. Để kịch bản khi chơi thì người chơi sẽ sử dụng các phím mũi tên, 4 phím mũi tên để điều khiển cái con bò này để đi đến ăn cái quả táo này. Nếu mà bò nếu mà con bò này chạm các con ếch này thì sức mạnh này sẽ giảm xuống là 5 đơn vị. Mà nếu con bò này đi đến ăn được quả táo này thì là đã chiến thắng. Thì trong này trừ 5, khi một con bò mà nó đụng cái con ếch này thì nó sẽ giảm xuống 5 đơn vị và buộc phải quay về cái vị trí điểm xuất phát. Và nếu sức mạnh của nó mà trở bằng không thì bấm là thua cuộc, kết thúc trò chơi. Đó là cái quy luật của bài toán này. Rồi, để làm bài này chúng ta có một khai báo một cái biến là sức mạnh. Khai báo ban đầu cho nó là 10 đơn vị ha. Và 6 con ếch và một con bò và một quả táo. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tìm các cái nhân vật. Thứ nhất là quả táo này. Thứ hai là con bò này. Đây, con bò này. Tiếp theo là 6 con ếch để làm cái quật cản ha. Ếch này. Bây giờ chúng ta nhân bảng ra là 6 con. Rồi. Bây đầu là con bò nằm ở vị trí này ha, trái táo về đây. Thì trong mặt con này con nhông bèo không có, chúng ta bỏ đi. Rồi, con ếch thì chúng ta sắp xếp cho làm quật cản ha. Đang nằm đây. Rồi, như vậy sau đó chúng ta con bò này nằm là hướng quay lên trên ha, hướng là 0 độ này. Thì mục đích của mình là điều khiển các phím mũi tên cho cái con bò này nó đến ăn được cái quả táo này. Như vậy là mình sẽ chiến thắng trong quá trình con bò mà nó đụng chạm cái con này thì trừ sức mạnh trừ xuống là 5 đơn vị và nó quay về vị trí ban đầu này. Thì đầu tiên mình lập trình cho cái con bò này trước. Bây giờ mình lập trình các cái phím mũi tên cho nó. Ban đầu là nó ở hướng này, hướng 0 độ và ở cái vị trí là đang ở vị trí đây. Và cái kích thước của nó người ta cho ban đầu là 50 đơn vị. Và bây giờ mình lập trình cho cái con bò này ha. Thứ nhất là nếu mà mình điều khiển cái phím mũi tên không có đây nè, lên này. Lên có nghĩa là hướng 0 độ ha.
hướng là không đồ này, mỗi lần như vậy là đi khoảng 2 bước thôi, 2 bước. Và tương tự như vậy là hướng xuống, hướng xuống là của nó là hướng 180 ha, 180. Và cái nút của tôi là nút xuống này. Tiếp theo là mình dùng cái lệnh này để mình kiểm tra này ha. Rồi mình chạy thử này. Rồi tiếp theo như vậy là trái phải ha. Bên trái, bên phải là hướng 90 này. Tương tự như vậy là mình nhận ba cái này lên là bên trái, bên trái là hướng rồi. Bây giờ mình chạy thử ha. Bây giờ mình điều khiển ra tới cái này ha. Nếu mà mình động này là mình sẽ chiến thắng. Quay bây giờ mình cho đây là lên 5 này. Nó hơi chậm. Rồi, bây giờ mình sẽ lập trình cho nó, nếu mà nó chạm quả táo á thì mình bỏ cái này ra. Mới chạm vào quả táo. Nếu mà chạm vào quả táo này thì nó sẽ thông báo là thông báo là sao hả? Là chiến thắng à, thông báo là chiến thắng, thông báo là chiến thắng, chiến thắng. Và đồng thời là gì, trích cái kết thúc trò chơi này luôn à. Theo đề bài người ta cho là kết thúc luôn, kết thúc và mình cũng là gì stop luôn ha, stop luôn. Rồi điều khiển thử ha. Chiến thắng là nó kết thúc cái trò chơi này luôn ha. Tiếp theo như vậy nếu mà nó chạm cái chân mặt này thì nó sẽ trừ điểm xuống này. Nếu mà nó đụng cái rồi tiếp theo là nếu mà nó đụng vào cái nhân vật này ha, đụng ít thì bị trừ điểm này. Mình ghi là gì, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm. Thì mà mình chưa khai báo cái biến điểm này ha. Biến điểm này chính là gì, sức mạnh, sức mạnh. Sức mạnh ban đầu thì người ta cho bằng 10 ha. Sức mạnh là cho bằng 10 này. Sau mỗi lần như vậy là sức mạnh này sẽ bị trừ xuống 5 điểm. Trừ 5. Và đồng thời quay về vị trí ban đầu thì nó sẽ quay về cái vị trí là vị trí lúc đầu như thế này. Tương tự như vậy mình sẽ nâng bảng lên 6 con ha. Nhất thứ hai này. Thứ ba này, thứ bốn này là thứ thứ ba này, đây là thứ tư này. Tương tự như vậy là gì, thứ năm này,
thứ năm và con cuối cùng là và thứ sáu. Thứ sáu này. Và nếu cái sức mạnh của nó mà bằng không thì mình sẽ ghi là thua cuộc ha. Nếu mà cái sức mạnh nó có bằng không, thì chỗ này mình ghi là thua cuộc. Ghi là gì? Thua cuộc. Và dừng tất cả luôn. Rồi, để thử trừ điểm này. Quay trở qua vị trí ban đầu này, trừ điểm này, nhưng mà cái lúc này á, mình sẽ đỡ lại cái nhân vật mình bị trừ điểm á. Nó sẽ cái hướng của nó ban đầu lên thì hướng là hướng không độ.